Mà giờ đó mà ai ngọng lại cái thiếu nữ tóc liếm quá không bà. Ừ? Thiếu nữ tóc liếm quá Trên đời này đâu có đâu. Cái tay chẳng đỡ hơn cái đây. Tay nó mới đeo qua cái đây khi nhẹ nhẹ đây, cái đỡ chọc mụn mà xanh ba chọc cái kia này. Mày có cái từ 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 nó là này ấy sao nhẹ nhàng vậy, nó rớt ra hả không? Nửa tay chẳng hương nửa tay chỉ chỗ nào. Từ từ nên mà nhổ xong rồi anh mau về nhà lấy tay nhổ sao nhổ nha. Nhổ hết mà. Nhổ hết rồi gì mà. Rất là nhẹ nhàng luôn á. Nhẹ hơn cái tay theo nóng rất vậy. Còn số gì rồi mà ta? Này, thấy rồi gì cho? Nhíp đeo không? Nhíp cho nó kịp đi đấy. Thế là đỡ đỡ lên này xem này. Nhíp này. Xem một miếng to đấy. Nè nè nè. Lông mà đâu mà lông. Đây, đây, chỗ đây nó còn đấy. Ba, bố, bố xích bố. Vừa khác thì đánh quăng. Này nó tròn trúc này. Hồi hôm vô chào mới xong cái. Nó chạy ra nó đúng của em, nó tay đau được rồi, thật có lông chưa? Nó giờ tay ạ, à.